Thưa quý vị và các bạn, thì nói đến phụ phẩm nông nghiệp này thì chúng ta thường nghĩ đến là những sản phẩm bỏ đi, không còn khả năng sử dụng được nữa. Tuy nhiên, những sản phẩm tưởng chừng như bỏ đi như vậy thì qua quá trình sáng chế, tìm tòi, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được những sản phẩm hữu ích và thân thiện môi trường như thế này. Đây là thiết bị lọc nước bằng vỏ chấu của ông Nguyễn Trọng Việt. Bộ phận quan trọng nhất của thiết bị lọc nước này là cụm sứ xốp trắng, hình trụ nằm trong bình lọc. Cụm sứ xốp này được tạo ra từ vỏ chấu, một loại phế phẩm nông nghiệp. Vỏ chấu sau khi thu gom sẽ được xử lý để thu được than hoạt tính và oxit silic. Lượng oxit silic này sau khi trộn thêm các phụ gia theo tỷ lệ nhất định sẽ được đưa vào nghiền tạo thành hỗn hợp. Hỗn hợp này được ủ trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Sau đó tiến hành đổ vào khuôn và nung ở 1200 độ C. Sản phẩm tạo ra là sứ thành phẩm dùng trong thiết bị lọc nước. Nước bẩn sẽ đi qua quả sứ xốp. Sau đó nước bẩn sẽ tiếp tục nước sạch. Sau khi đã qua quả sứ xốp thì nó đã trở thành nước sạch rồi. Sau đó tức là nó sẽ đi qua một cái bình thứ hai là cái bình làm mềm nước. Đấy. Và sau khi qua cái bình thứ hai làm mềm nước thì nó sẽ tiếp tục đi qua cái bình thứ ba là cái bình chứa than hoạt tính. Cũng được chế, cái than hoạt tính này cũng được chế tạo từ vỏ chấu. Năm 2003, để kiểm tra tính hiệu quả, an toàn của thiết bị lọc nước do ông Việt chế tạo, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hải Dương đã lấy mẫu nước Hồ Bạch Đằng, nơi bị ô nhiễm nặng trong thành phố Hải Dương, đem xử lý qua thiết bị lọc. Kết quả cho thấy, nước hồ sau xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống về các chỉ tiêu vi sinh. Đúng là bình thường thì cái vỏ chấu bỏ đi, mà tỉnh chúng tôi là tỉnh nông nghiệp, do đó sản phẩm chấu rất là nhiều. Mà cái nhóm đề tài của cái nhóm cộng khoa học của anh Việt ấy đã nghiên cứu cái việc mà tận dụng cái vỏ chấu này để làm cái sứ cao cấp lọc nước, mà như vậy là có cái thành phần than hoạt tính mà được như vậy sử dụng cái vỏ chấu. Do đó như vậy chúng tôi đánh giá cao cái sản phẩm này vì sản phẩm rất là thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ môi trường. Ưu điểm của thiết bị này là dễ thay thế, độ bền cao, có khả năng sử dụng trong vòng từ 5 đến 7 năm. Mặt khác, việc bảo dưỡng lõi lọc khá đơn giản. Chỉ cần dùng rẻ lau hoặc bàn chải cọ sạch là trắng, tốc độ lọc và độ đảm bảo lại như ban đầu. Sau 10 năm nghiên cứu, thiết bị lọc nước bằng vỏ chấu đã được sử dụng rộng rãi tại Hải Dương và một số tỉnh thành trong cả nước do giá rẻ và độ bền cao. Mình đi đâu mà uống, mà đi xuống dưới nhà các mấy cô em mà ngồi chơi nó phao nước không uống. Vì nó ngang, nó có nhiều cái cờ lo uống nó sợ. Đi đâu rồi đi mà cứ về uống nước vào nhà mình rồi thì mình đi đâu rồi đi. Cho nên yên tâm. Thiết bị trên là một giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sạch hiện nay tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại những vùng thường xảy ra lũ lụt hay khi khẩn cấp cần có nước dùng ngay, thì có thể dùng thiết bị này lọc thẳng nước từ ao hồ thành nước uống.